Và mình để xuống bàn mình nặn này thì nó sẽ đều hơn nhé. Và sau đó thì mình sẽ sử dụng cái màu hồng này, sau đó mình sẽ cuộn vào ạ. Đây, mình sẽ cuộn như này các bạn nhé. Mình sẽ cuộn viền hết cái đường ngoài này ạ. Đây nhá, mình sẽ cuộn như này các bạn nhé, cuộn cái phần đường ngoài này ạ. Đấy, mình sẽ làm hai lớp khác nhau nhé, vừa màu hồng và vừa màu vàng ạ. Sau đó thì mình sẽ dính vào đây ạ, dính cái phần thân mà mình vừa làm xong các bạn nhé. Đấy, và mình sẽ dính vào phần thân như này ạ. Đấy. Và tiếp theo thì mình sẽ đi làm cái phần trang trí phần mắt các bạn nhé. Cái phần mắt thì mình sẽ sử dụng cái vừa màu vàng này và vừa màu trắng và màu đen các bạn nhé. Mình sẽ sử dụng cái phần mắt màu vàng này. Mình lấy một ít một nhé. Đây, và mình sẽ vê dài như này ra nhé, để mình tạo thành phần mắt đấy các bạn. Sau đó mình sẽ trang trí cái phần mắt vào đây các bạn nhé. Đây, và mình sẽ làm cái bên phần mắt còn lại ạ. Rồi mình sẽ cuộn đều ra các bạn nhé. Vì phần mắt này thì nó sẽ hơi nhỏ này, nên là các bạn làm nó sẽ cẩn thận nhé, nó sẽ nhỏ tí ti các bạn. Và mình cũng sẽ chia đều cái phần mắt này ra để cho đều hơn ạ. Và mình sẽ chia đều cái phần mắt này ra nhé.
đây nhá. Và tiếp theo thì mình sẽ làm cái phần lòng đen vào đây ạ. Lòng đen vào điểm giữa này các bạn nhé. Mình sẽ lấy một ít màu đen này. Mình sẽ nặn hình tròn, sau đó mình sẽ dính và dán vào đây các bạn nhé. Cái phần mắt này thì mình sẽ lấy một ít thôi các bạn nhé, để nó vừa cái phần mắt, cái phần lòng bên ngoài nó mình vừa làm xong các bạn. Mình lấy một ít nữa để cho đều hơn nhé.